Nữ chính ngu dại nghe lời bạn thân đọc tiểu thuyết Hồng Đậu xin Nam Quốc, kết quả là khóc muốn cạn luôn nước mắt. Cô em có bao giờ xem mấy bộ ngược luyến như thế này đâu, toàn chỉ biết ngôn tình với mơ mộng thôi. Bất ngờ có một vị tướng quân thời cổ đại xuất hiện, hắn ta gọi nữ chính là Hồng Đậu, gã tướng quân muốn mời nữ chính tiến về Nam Quốc. Cô em ngơ ngác mà ngu dại nghe theo, kết quả là vừa mới chạm tay vị tướng quân thì nữ chính xuyên không luôn. Hồng Đậu vừa tỉnh lại đã bị nghĩa phụ đánh cho bầm dập vì cái tội dám bỏ trốn, lão ta thề sẽ kiếm người bán đứa con gái nuôi này. Nghĩa mẫu Nhược Mai cũng bị đánh đòn trọng thương, bà ta bảo rằng thân thế của Hồng Đậu ở Nam Quốc, bảo con gái nuôi hãy mau chóng chạy trốn. Tả Thanh chẳng mấy chốc quay trở lại, có vẻ như lão ta đã kiếm được người để bán Hồng Đậu. Nghĩa mẫu liều mình mà ngăn cản giúp Hồng Đậu chạy trốn, kết quả là bị trượng phu của mình đạp chết ngay tại chỗ. Hồng Đậu biết rằng không thể ở lại mà cố gắng hết sức để chạy trốn, lúc này phía sau truy binh đuốc lửa sáng trưng, mục đích chỉ để bắt một cô gái tên là Hồng Đậu. Chẳng mấy chốc Hồng Đậu đã trở thành một đảng viên cái bang lúc nào không hay. Trên phố đang có một gã công tử muốn dùng bánh để nịnh nọt vợ của mình, tên này cũng hơi bị ngu, cô vợ còn chưa kịp ăn thì hắn ta xin mượn tiền đi đánh bạc. Kết quả tất nhiên là bị vả mặt ngay tại chỗ. Thế là mấy tên ăn mày hôm nay có cơ hội thưởng thức món bánh ngọt ngào. Ti Vũ ỷ mình là ăn mày lâu năm nên đã giật luôn cái bánh trên tay Hồng Đậu. Hồng Đậu quyết ăn miếng trả miếng, cũng phải giành lại một chiếc bánh cho bằng được. Mỗi lần nhớ đến nghĩa mẫu khiến cho Hồng Đậu lại rơi nước mắt. Ti Vũ thấy vậy liền quan tâm hỏi thăm, có vẻ như giữa ăn mày với nhau luôn có sự đồng cảm, chẳng mấy chốc bọn họ trở thành một gia đình. Sáng sớm Hồng Đậu muốn chơi liều ăn nhiều, cô nàng dám đến chỗ vương phủ để xin ăn, hậu quả là bị vương gia xô cho ngả ngửa. Hồng Đậu khóc lóc vì cái chén ăn xin bị vỡ nát. Gã thuộc hạ bỗng nhiên nhắc nhở vương gia kẻ ăn mày dưới đất chính là phụ nữ. Dục Kỳ cảm thấy thú vị, hắn ta bảo rằng đã đến lúc giúp hoàng đệ kết hôn rồi. Thế là toàn bộ ăn mày bị kéo đến vương phủ, lý do là bọn họ đã nướng một con bồ câu nào đó. Dục Kỳ dọa sẽ giết chết tất cả bọn họ. Hồng Đậu khóc lóc cầu xin, cô em chất vấn chẳng lẽ mạng người không bằng một con bồ câu. Dục Kỳ lúc này mới lộ ra mục đích thật sự, đó chính là yêu cầu Hồng Đậu phải gả vào cảnh vương phủ, tất nhiên là trở thành gián điệp cho hắn ta. Hồng Đậu thắc mắc là tại sao hắn ta lại chọn cô ấy. Dục Kỳ cười chế nhạo, bảo rằng một kẻ ăn mày thì mới xứng với tên phế vật Yến Trường An. Hơn nữa nếu kế hoạch bại lộ thì với hắn cũng chẳng mất mát gì, chỉ là cái mạng quèn của một tên ăn mày mà thôi. Vài ngày sau, Dục Kỳ mang kiệu dâu đến trước phủ Cảnh Vương, hắn đao to búa lớn nói cái gì mà nhờ hắn nên ca ca mới cưới được vương phi. Thế nhưng hắn lại yêu cầu Yến Trường An phải tự bế cô dâu tiến vào, nếu không hắn sẽ mách lại chuyện này với Thái Hậu. Thị vệ Tiêu Phong vội đứng ra nói giúp, Cảnh Vương nay bị tật ở chân sao có thể làm được điều đó. Thế là Dục Kỳ không chút e ngại mà thẳng chân đạp thị vệ đến trọng thương. Cảnh Vương cảm thấy bất lực trước trò trẻ con của Dục Kỳ. Yến Trường An cũng cố tình thể hiện sự bất lực của bản thân để cho vị hoàng đệ hài lòng. Xuân Nhi vội đến trước kiệu để hỗ trợ, kết quả cũng bị đối phương sỉ nhục đẩy ngã. Cảnh Vương tức giận mà kéo cô dâu vào lòng. Dục Kỳ ngay lập tức giở khăn che xuống, bên dưới là gương mặt của Hồng Đậu vẫn còn nhá nhem vết bẩn chưa rửa. Dục Kỳ cười chế nhạo, quả thật là một cặp đôi hoàn hảo. Sau chuyện vừa rồi, đôi chân của Cảnh Vương bị tái phát nghiêm trọng. Thị nữ Tuyết Liên cảm thấy khó chịu chất vấn vị vương phi mới, tại sao lại cố tình gây khó dễ với Cảnh Vương. Tất nhiên Tuyết Liên có ý định muốn ở lại để chăm sóc vương gia, thế nhưng Tiêu Phong đã trừng mắt mà đuổi cô nha hoàn rời đi. Hồng Đậu bất ngờ hất chăn lên khiến cho thị vệ hốt hoảng chất vấn. Hồng Đậu tự ngạo bảo rằng cô ấy hiện tại là vương phi, tất nhiên là muốn làm chuyện vợ chồng rồi. Gã thị vệ tỏ ra tức giận, rõ ràng là một chuyện đùa hơi bị lớn. Thế nhưng Cảnh Vương đã ra lệnh cho Tiêu Phong rời đi. Hồng Đậu bỗng thay đổi thái độ, vương gia ngăn cản hỏi cô nàng muốn làm gì. Hồng Đậu khoe khoang rằng cô ấy biết y thuật, cô nàng cũng vội biểu diễn một vài ngón nghề khiến Cảnh Vương có chút tin tưởng. Thuật nghiệp có chuyên, chẳng mấy chốc mà Hồng Đậu nhận ra vương gia bị thương rất nặng. Vương gia hỏi mỉa mai, xem đủ chưa, có thể báo cáo lại toàn bộ cho Dục Kỳ rồi. Thế nhưng Hồng Đậu bỏ qua lời chế giễu, cô nghiêm túc hỏi vương gia đã mắc bệnh bao lâu rồi. Không biết từ đâu mà Hồng Đậu lấy ra cây kim dài thòn khiến cho vương gia có chút quẹo. Tiếng động bên trong phòng khiến cho Chân Thái Phi và những người còn lại phát hoảng. Hơn nữa tiếng động càng lúc càng lớn khiến cho người ta rất dễ liên tưởng tới cảnh bậy bạ nào đó. Chân Thái Phi nhịn không được mà đạp cửa xông vào. Hồng Đậu lúc này cũng vừa khéo rút kim ra khiến cho vương gia ngất xỉu. Chân Thái Phi phát hoảng hiểu lầm tân vương phi muốn giết con bà ấy. Thái Phi vội gọi Tuyết Liên đến kiểm tra tình trạng vương gia. Hồng Đậu thì vui vẻ giải thích, cô vừa rồi đã giúp vương gia lưu thông mạch máu, cơ thể bởi vì quá thư giãn nên đã ngủ say. Tất nhiên Chân Thái Phi không tin một lời của cô em, đã vậy Tuyết Liên bảo rằng mạch đập của vương gia đã trở nên rối loạn hơn trước. Chân Thái Phi ra lệnh thuộc hạ rút kiếm,
Thế nhưng Hồng Đậu khéo léo mang danh phận Vương Phi ra trấn áp. Hồng Đậu hứa hẹn ngày mai Vương gia sẽ tỉnh lại, nếu có sai lầm nào thì cô ấy cũng sẽ lấy mạng ra để bồi thường. Tất cả mọi người quyết định ở lại canh chừng Vương gia cho đến tận sáng, trông ai cũng có vẻ căng thẳng, chỉ riêng Hồng Đậu nhà ta thì rất thoải mái. Chân Thái Phi có vẻ mệt quá nên muốn về trước, bà ta cũng không quên hăm dọa Hồng Đậu trước khi rời đi. Nữ chính cũng không hề sợ hãi mà tỏ ra rất tự tin. Tuyết Liên đã thức cả đêm canh giữ, cô ta rất ức chế mà nhéo tai Hồng Đậu chất vấn tại sao cô em lại quá vô tư. Vương gia lúc này đang ho sặc sụa đến hộc máu và vẫn bất tỉnh. Hồng Đậu vội chất vấn vừa rồi Tuyết Liên đã cho Vương gia ăn thứ gì. Tuyết Liên tự tin bảo rằng cô ấy chỉ cho Vương gia uống thuốc bổ mà thôi. Hồng Đậu nghe xong mà phát bực, cô nàng bảo rằng vừa mới giúp Vương gia khai thông kinh mạch, việc cho uống thuốc bổ chẳng khác nào phá rối làm đảo loạn. Hai cô gái bắt đầu tranh cãi nhau về y học, Tuyết Liên tự tin có thể giúp Vương gia tỉnh lại. Hồng Đậu cũng không cản mà bảo rằng xin mời. Chân Thái Phi lúc này cũng đã có mặt, bà ta hỏi Tuyết Liên có chắc chắn không. Tuyết Liên ban đầu tỏ vẻ rất tự tin, nhưng chẳng mấy chốc tình trạng của Vương gia chuyển biến xấu. Chân Thái Phi vô cùng lo lắng, bà ta thậm chí đặt hy vọng mỏng manh lên người Vương Phi. Hai người phụ nữ lúc này không nói chuyện dư thừa mà cược một trận sống còn. Hồng Đậu sẽ dùng mạng ra để cược, nhưng đổi lại nếu cô ấy có thể cứu tỉnh Vương gia, Hồng Đậu yêu cầu muốn được quyền lực thật sự của một Vương Phi. Tiếp đó Hồng Đậu yêu cầu mọi người rời đi và chờ đợi kết quả. Tất nhiên cô nàng không quên chế giễu Tuyết Liên tay nghề thấp kém mà bày đặt tự cho là thái y này nọ. Hồng Đậu chỉ châm cứu vài cái đã khiến cho Vương gia tỉnh lại ngay lập tức. Tuyết Liên vội quỳ xuống xin lỗi vì sơ sót của mình. Chân Thái Phi cũng không làm khó, nhưng không quên nhắc nhở sẽ không có lần sau. Qua chuyện lần này quan hệ của mọi người dường như đã được cải thiện. Việc chăm sóc Vương gia vẫn giao lại cho Tuyết Liên. Hồng Đậu đứng ra chất vấn kỹ năng y thuật của Tuyết Liên rất đáng nghi ngờ. Thế nhưng Vương gia tỏ vẻ sao cũng được, hắn ta cũng chẳng còn hy vọng vào đôi chân của mình nữa. Hồng Đậu ngược lại nghi ngờ, rõ ràng đôi chân của Vương gia liên tục tái phát bệnh là có nguyên do và chắc chắn nó liên quan đến dục kỳ. Hồng Đậu cảm thấy Vương phủ này rất thú vị, quá rộng lớn luôn ấy chứ. Cô nàng yêu cầu Xuân Nhi chuẩn bị cho mình một căn phòng ở Tĩnh Hương Điện. Ở một nơi khác, Tuyết Liên đang lang thang thì bị ai đó đánh ngất bằng một gậy. Hồng Đậu lúc này đã được tắm rửa một cách sạch sẽ, khiến cho Xuân Nhi nhận không ra Vương Phi lại xinh đẹp như thế. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng hoảng hốt, hóa ra bọn nha hoàn đã phát hiện ra xác chết của Tuyết Liên. Hồng Đậu chẳng mấy chốc đã xuất hiện bên cạnh thi thể, cô vội đến kiểm tra thì phát hiện mặc dù cơ thể ướt đẫm nhưng không giống biểu hiện chết đuối. Hơn nữa trên tay của đối phương đang nắm chặt một chiếc khăn kỳ lạ. Sau khi trở về, Hồng Đậu bình tĩnh phân tích, cô phát hiện có một vết thương đằng sau gáy, chứng tỏ Tuyết Liên đã bị đánh ngất trước khi ném xuống hồ cá. Còn lý do tại sao Tuyết Liên bị chết, Hồng Đậu chợt hiểu ngay đây tác phẩm này là do Dung Kỳ tạo ra, mục đích là muốn cô ấy có cơ hội tiếp xúc Yến Trường An để báo cáo tin tức trở về. Và cái chết của Tuyết Liên chính là một lời cảnh cáo mà hắn ta muốn gửi tới. Hồng Đậu cảm thấy không ổn nếu cứ để đối phương điều khiển, cô cần phải tìm cách ra ngoài để kiểm tra tình trạng của đám bạn ăn mày. Ngày hôm sau Hồng Đậu mang thuốc tới, thấy gã thị vệ quá vụng về thế nên Hồng Đậu quyết định tự mình bón thuốc. Cảnh Vương gương mặt hầm hầm hực hực, tất nhiên hắn ta nghi ngờ cái chết của Tuyết Liên là do Hồng Đậu gây ra. Hồng Đậu nghe xong mà tức giận, cô em khoe ngực mà vỗ bịch bịch, bảo rằng cái gì ngực không phẳng, à nhầm, là đi đứng thẳng không sợ người khác rèm pha. Hồng Đậu còn nạt Vương gia xoay mặt lại, tưởng sao, hóa ra là lau miệng cho người ta. Trước khi rời đi, Hồng Đậu không quên đạp chiếc xe lăn một cái cho bỏ tức. Yến Trường An đã nở ra một nụ cười nhẹ hiếm thấy. Sau khi trở về phòng, Hồng Đậu bắt đầu suy nghĩ nên viết gì để đối phó với Dục Kỳ. Chân Thái Phi bên này cũng rất khó hiểu, cung điện Nạm Vàng không ở, Vương Phi lại chọn một xó nhỏ trong phòng thuốc. Bà ta vẫn ra lệnh cho Thu Nguyệt nhìn chằm chằm vào Vương Phi. Buổi tối Xuân Nhi khóc lóc tìm đến Vương gia, bởi vì cô ấy không nhìn thấy Vương Phi đâu nữa, cho rằng cô ấy đã bị mất tích. Yến Trường An vội hét to trấn áp, bảo rằng Vương Phi đang ở cùng mình, sáng mai sẽ quay trở lại. Xuân Nhi nghe thế liền an tâm rời đi, ít nhất Vương gia sẽ không xử tội cô ấy vì thất trách. Cảnh Vương ra lệnh cho Tiêu Phong cử một số người đáng tin cậy truy tìm xung quanh, nếu phát hiện không đúng có thể giết trước báo cáo sau. Chẳng mấy chốc mà Hồng Đậu cực kỳ nhếch nhác quay trở về. Cô nàng còn chống nạnh bảo rằng đã vất vả dữ lắm mới tìm được một số dược liệu cần thiết. Hồng Đậu kể công kể khổ, bảo rằng đường núi trơn trượt khiến cô em ngã sấp mặt mấy lần, chỉ trích Vương gia đã không biết ơn còn trách ngược lại. Cô em khoe ra chiến tích của mình để chứng minh. Yến Trường An không nói gì mà cho phép Vương Phi tắm rửa thay y phục. Cô nàng xuất hiện tươi cười như chẳng có vấn đề gì. Tất nhiên cả hai sau đó làm ra vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng đều nghi ngờ đối phương. Xuân Nhi nhìn thấy Vương Phi trở về thì cực kỳ mừng rỡ. Đợi khi Xuân Nhi rời đi,
Hồng Đậu mới bắt đầu ngã sụp khóc lóc, hóa ra cô lẻn ra ngoài thăm những đồng bạn và phát hiện toàn bộ bọn họ đều đã bị giết. Thù hận này đã không có đường lui, Hồng Đậu quyết tâm phải giết Dục Kỳ để trả thù. Và cô bất chợt đặt cược lên người Cảnh Vương, biết đâu sẽ tìm được đường sống. Ngày hôm sau, Hồng Đậu quyết tâm đẩy nhanh tiến độ chữa trị. Gã Vương gia mặc dù rất đau đớn nhưng vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận. Khi mà Hồng Đậu tự mình lau mặt cho hắn ta, vị Vương gia này bất chợt có một cảm giác rất khác lạ. Tiêu Phong bất ngờ thông báo Vương phi của Dục Kỳ đã đến chỗ Thái phi. Yến Trường An có chút giật mình vội ngồi dậy muốn tự mình ra mặt. Thế nhưng Hồng Đậu nhất quyết cản lại, điều quan trọng lúc này chính là dưỡng bệnh. Hồng Đậu muốn tự mình xuất hiện để giải quyết vấn đề. Trên đường đi, Tiêu Phong đã đề cập về mối thù hận giữa phụ thân Trường Vinh Phi và Thái Phi Nương Nương. Lần này bọn họ xuất hiện chắc chắn là muốn gây khó dễ. Lạc Thanh xông đến một cách tự nhiên, bảo rằng có mang một ít bánh để biếu tặng. Thái Phi lấy cớ là bệnh ho tái phát nên không tiện để ăn. Chỉ là Lạc Thanh có chuẩn bị, cô ta còn mang theo Thái Y để kiểm tra, mục đích là muốn ép Thái Phi phải ăn bánh cho bằng được. Thu Nguyệt vội xông ra nói giúp cho Thái Phi của mình, thế nhưng lời mỏng ý nhẹ của một nô tỳ làm sao có thể gây ra sóng gió gì, kết quả vẫn bị Lạc Thanh cho người lôi ra ngoài đánh. Thái Phi tỏ ra tức giận với thái độ giọng khách lấn hủa của Lạc Thanh. Bất ngờ Hồng Đậu xuất hiện giải vây, cô nàng dùng quy tắc để khiến cho đối phương gặp khó. Bởi vì Thu Nguyệt là thị nữ của Thái Phi nên sẽ do đích thân Thái Phi xử trí. Lạc Thanh cũng đồng ý muốn xem Thái Phi xử lý như thế nào. Thái Phi tất nhiên chỉ phạt nhẹ, cái gọi là đóng cửa suy nghĩ về sai lầm của mình. Lạc Thanh tất nhiên là không đồng ý với hình phạt này. Thái Phi đành phải ra lệnh đóng cửa 3 ngày không được phép ra ngoài, Thu Nguyệt vội quỳ xuống cảm tạ. Lạc Thanh không quan tâm lắm, cô ta vẫn ép Thái Phi phải ăn bánh do mình mang tới. Thế nhưng Hồng Đậu lại ngăn cản, cô ra lệnh cho nô tỳ mang thức ăn do mình chuẩn bị mời Lạc Thanh. Lạc Thanh chất vấn Hồng Đậu rốt cuộc muốn làm gì. Hồng Đậu bảo rằng Đại Việt là một quốc gia của lễ nghi, Thái hậu vì yêu thiên tử mà không ngại mệt mỏi buông rèm nhiếp chính. Thế nên bọn họ cũng không quên mất phép lịch sự, Hồng Đậu muốn chuẩn bị một số món ăn đáp lễ cho Lạc Thanh. Nô tỳ đằng sau vội lắc đầu ra dấu không thể ăn. Thái Phi bên này cũng tham gia diễn kịch muốn ăn món điểm tâm. Lạc Thanh ngược lại mở miệng cản trở, cô ta quả thật sợ hãi với kế hoạch dương mưu này. Thái Phi vẫn giả ngu đòi ăn cho bằng được. Lạc Thanh tức giận ra lệnh cho nô tỳ mang điểm tâm trở về. Hồng Đậu không ngại mà chen lời, muốn tặng cho Lạc Thanh một ít bánh làm quà. Lạc Thanh tất nhiên là mang theo cục tức về nhà rồi. Đợi khi cô ta rời đi, Hồng Đậu ánh mắt rơi vào thị nữ Vân Điệp, tất nhiên cô ấy đã nhận ra thân phận gián điệp của Vân Điệp. Và kẻ đã giết chết Tuyết Liên không ai khác cũng chính là cô ta. Thế là Hồng Đậu ra lệnh cho Vân Điệp đến chỗ Hồ Sen chăm sóc đám cá mỗi ngày, để cô ta gặm nhấm cảm giác sợ hãi vì tội lỗi giết người. Chân Thái Phi cũng ra lệnh cho Tiêu Phong rời đi, bà ta có chuyện muốn tâm sự với Vương Phi. Lạc Thanh sau khi trở về liền mắng vốn với phu quân của mình chuyện sáng nay. Dục Kỳ nghe xong vô cùng tức giận, chỉ là một con ăn mày lại dám leo lên đầu Vương Phi của hắn. Chân Thái Phi cảm ơn Hồng Đậu đã giúp đỡ, thế nhưng bà ta cũng chê trách Vương Phi bởi vì việc làm vừa rồi quá mạo hiểm. Giả như Lạc Thanh thật sự ăn chiếc bánh lúc nãy thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hồng Đậu mỉm cười tự tin bảo rằng cô ấy chẳng hề bỏ gì vào bánh cuộn vừa rồi. Thật ra lần trước Hồng Đậu nhặt được chiếc khăn tay trên thi thể của Tuyết Liên liền nghi ngờ trong Vương Phủ có gián điệp. Vừa nãy trong lúc cô thăm dò đã nhận ra sự khác thường của Vân Điệp, thế nên Hồng Điệp đã tương kế tự kế khiến cho Vân Điệp hiểu lầm bên trong chiếc bánh đã tẩm độc. Thế nên dù cho Lạc Thanh có vô tình ăn nhầm thì cũng chẳng có gì xảy ra. Đợi khi Vương Phi rời đi, Chân Thái Phi mới bắt đầu tự hỏi Hồng Đậu rốt cuộc là ai, bà ta cũng không tin cô ấy chỉ là một ăn xin bình thường. Bởi vì Chân Thái Phi đã lăn lộn cung đấu mấy chục năm, kết quả vẫn không nhìn thấu được Hồng Đậu muốn làm gì. Ở một bên khác, Cảnh Vương đang vui mừng vì có thể đứng trở lại sau bao năm. Hai chủ tớ bắt đầu dệt một giấc mộng tương lai vinh quang sắp trở về. Khi Hồng Đậu xuất hiện, cả hai lại giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô nàng vội kiểm tra bắt mạch, Hồng Đậu tỏ ra vui vẻ vì bệnh tình đã thuyên chuyển. Thế nhưng Yến Trường An vẫn giả vờ còn đau ốm, Hồng Đậu cảm thấy nghi ngờ, thế là cô muốn bắt mạch kiểm tra một lần nữa. Cảnh Vương không muốn cho cô em bắt mạch, hai người lại giằng co với nhau. Hồng Đậu nổi nóng mà xắn tay áo lên, quyết phải kiểm tra toàn bộ cơ thể ngay và luôn. Hai người vật nhau có chút ám muội khiến cho Tiêu Phong phải vội tránh mặt. Đang lúc cả hai hưng phấn vui vẻ thì bất ngờ Dục Kỳ xuất hiện phá đám. Hồng Đậu vội uống hết phần thuốc còn lại trên bàn, bảo rằng đây chính là thuốc tránh thai. Thấy gã này muốn gây khó dễ, Hồng Đậu cố tình nhắc nhở Dục Kỳ nên học nghi lễ, bởi vì lúc này cô ấy chính là chị dâu của hắn ta. Hồng Đậu còn không quên giả vờ tỏ ra cảm ơn vì đã làm mối để cô ấy trở thành Vương Phi. Dục Kỳ cũng nhận ra cô ăn mày hôm nào nay đã thay đổi đến khó có thể tin.
Thế nhưng Dục Kỳ vẫn tỏ ra nghi ngờ, tại sao Vương Phi lại uống thuốc tránh thai. Hồng Đậu lấy lý do hai người bọn họ sợ đứa bé sinh ra sẽ mắc bệnh ốm yếu. Dục Kỳ chất vấn thuốc đắp trên bàn nghĩa là sao? May mắn Hồng Đậu có vết xước trên bàn tay, dùng nó để làm lý do giải thích. Dục Kỳ bắt đầu hứng thú thăm hỏi một tên liệt hai chân thì xếp hình kiểu gì. Hồng Đậu nhắc nhở hắn một sự thật, Cảnh Vương chỉ liệt hai chân chứ không có nghĩa là chân thứ ba cũng bị liệt. Dục Kỳ vẫn không từ bỏ quấy rầy, hắn ta còn yêu cầu ca ca của mình vẽ một bức tranh cho hai thị nữ phía sau. Hồng Đậu vội tiếp lời, bảo rằng hắn ta nên trả một cái giá xứng đáng cho điều đó. Dục Kỳ tỏ ra tức giận khi một con ăn mày lại dám trả treo với mình. Chỉ là Hồng Đậu lúc này đã dùng thân phận chị dâu để áp hắn ta một đầu. Hồng Đậu chất vấn khí thế bức người, phải biết rằng kỹ năng hội họa của Cảnh Vương là do Tiên Hoàng truyền dạy, nay dùng để vẽ hai thị nữ chính là báng bổ Tiên Hoàng. Dục Kỳ cứng họng không thể trả lời, hắn ta muốn động thủ đánh người. Thế nhưng Hồng Đậu không hề sợ hãi, còn hù dọa hắn ta nếu dám mạo phạm nghi lễ hoàng gia, hậu quả sẽ bị biếm thành thứ dân mãi mãi không thể ngóc đầu. Dục Kỳ ức không nói được một lời, hắn ta vội phủi tay mà rời đi. Hai con thị nữ vẫn ngu ngốc cười cười, kết quả bị Tiêu Phong bắn ra một chữ cút đuổi đi. Cảnh Vương thắc mắc tại sao Vương Phi lại biết tên thật của hắn. Hồng Đậu giải thích rằng đã vô tình nhìn thấy trong phòng thuốc có tên của Vương gia. Lúc Hồng Đậu muốn rời đi thì bị Vương gia kéo lại, Yến Trương An quả thật lo lắng chén thuốc lúc nãy sẽ gây tổn hại cho cô ấy. Hồng Đậu vẫn nụ cười tự tin, cô nàng bảo rằng chỉ cần chạy vài vòng là ổn cả thôi. Tiêu Phong nói ra nghi ngờ của mình, Vương Phi trong cùng một ngày lại dám đắc tội với đám người Dục Kỳ, chẳng phải bọn họ vốn dĩ là cùng một nhóm hay sao? Dục Kỳ đang đi giữa đường thì nuốt không trôi cục tức này, hắn ta muốn vào cung diện kiến Thái Hậu, thề phải cắt lưỡi rút xương đứa ăn mày cho bằng được. Buổi tối Tiêu Phong đến báo cáo, người của Thái Hậu đã mang Vương Phi tiến vào cung. Hồng Đậu lúc này quả thật đang bị Cố Lực tra tấn tàn nhẫn. Dục Kỳ cười ha hả ỷ thế hiếp người, bởi vì Thái Hậu chính là mẹ ruột của hắn ta, bà ta tất nhiên là sẽ giúp đỡ cho hắn rồi. Dục Kỳ vẫn có ý định dụ dỗ thu mua Hồng Đậu, muốn cô ấy trở thành gián điệp của mình lần nữa. Chỉ là Hồng Đậu nói thẳng là cô sẽ không bao giờ tin tưởng lời của hắn nói. Dục Kỳ cười đắc ý, hắn ta không cần cô nàng tin tưởng, bởi vì mạng sống của Hồng Đậu hiện đang ở trong tay của hắn. Thấy thái độ của Hồng Đậu vẫn cứng đầu, Dục Kỳ tức giận ra lệnh đánh tiếp. Trong cung điện, thái phó Trần Châu đang sàm ngôn dâng tấu, bảo rằng Nhậm thống đốc đánh trận lập công lớn, xin Thái hậu thắng hắn ta làm tướng quân. Không khí nơi này có chút là lạ, hoàng đế lại đứng ở dưới không có chút quyền lực. Thậm chí khi vị hoàng đế tỏ thái độ không đồng ý liền bị thái hậu chất vấn, rõ ràng bà ta muốn hoàng thượng phải răm rắp nghe lời không được có ý kiến phản đối. Hoàng đế nhìn vào đống tấu chương mà nổi giận đùng đùng, bảo rằng đất nước này nên sửa thành họ Nhậm chứ không phải họ Yến. Gã thái giám vội nhắc khéo hoàng thượng, cái gọi là tai vách mạch rừng. Hoàng đế nào còn quan tâm nữa, làm vua một đất nước mà nhục nhã thế này muốn chết cho xong. Vừa khéo hoàng hậu Trần Diệu Viên xuất hiện, hoàng đế giận cá chém thớt mà bóp cổ cô nàng. Tất nhiên hoàng thượng xem Trần Châu là một con sói tham lam và hoàng hậu lại là nghĩa nữ của hắn ta. Nói vậy thôi, hoàng thượng cũng không muốn khó dễ một người phụ nữ vì sự vô dụng của hắn. Yến Trường An bên này theo mật thất mà tìm đến chỗ hoàng đế. Tất nhiên muốn xin anh trai giúp đỡ cứu Vương Phi trở về. Quả thật lời nói của hoàng đế vẫn có giá trị, Hồng Đậu cuối cùng đã được cứu ra. Thế nhưng cô nàng bị trọng thương tới nỗi không nói thành lời. Xuân Nhiên nhìn thấy Vương Phi tàn tạ mà đau lòng, cô trách cứ tại sao Vương Phi không giả bộ đầu hàng. Hồng Đậu bảo rằng không thể thỏa hiệp, bởi vì đối phương yêu cầu cô ấy làm chứng Cảnh Vương muốn phản loạn, một khi dính dáng vào thì cả Vương Phủ sẽ gặp tai họa. Yến Trường An bên ngoài nghe xong mà nóng giận không thôi. Cảnh Vương bảo Xuân Nhi chăm sóc tốt cho Vương Phi, sau khi khỏe lại thì mang cô ấy đến Xuân Dương Cung. Hồng Đậu không hiểu gì cả, tại sao lại là Xuân Dương Cung? Xuân Nhi cười mỉm mỉm giải thích, chúc mừng Vương Phi vì sắp được cơ hội ngủ chung với Vương gia. Trong Hoàng Cung, Thái Hậu đang tỏ ra lo lắng vì biên giới báo tin khẩn cấp. Trần Châu lại sàm ngôn khuyên Thái Hậu nên cử Nhậm đại tướng quân ra biên giới đánh tan quân địch. Thái Hậu tỏ ra không hài lòng, bà ta đâu muốn cháu mình rơi vào nguy hiểm. Thế nhưng Trần Châu vẽ một cái bánh to, bảo rằng chỉ cần Nhậm tướng quân chiến công lẫy lừng trở về, địa vị của Thái Hậu sẽ càng thêm vững chắc. Thậm chí tự mình xưng đế là chuyện trong tầm tay. Thái Hậu nghe xong mà hí hứng vui vẻ, bà ta đang ảo tưởng trở thành nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử. Trần Châu cười mỉa mai một cách gian trá. Hóa ra vị thái phó này chính là gián điệp của bọn giặc phương Bắc gửi tới, mục đích của hắn ta là muốn khiến cho Nam Việt sụp đổ mà nhất thống thiên hạ. Hồng Đậu lúc này đã khỏe trở lại, cô nàng đang bĩu môi tự hỏi, tại sao Hoa Dương cung lớn như vậy chỉ có mỗi một cái giường? Cảnh Vương bất ngờ đứng dậy rời khỏi giường, Hồng Đậu tỏ ra ngạc nhiên vì thấy Vương gia đã khôi phục hai chân. Cô em oán trách tại sao lại cố tình che giấu với cô ấy. Cảnh Vương có chút bối rối giải thích vì hoàn cảnh ép buộc.
cơ mà cô nàng cũng không thật sự oán trách, bởi vì nó cũng chẳng quan trọng cho lắm. Vương gia hứa hẹn chỉ cần đôi chân của hắn lành hẳn sẽ giúp Hồng Đậu an toàn rời đi. Tiếp đó Yến Trường An khoe ra lối đi bí mật của mình, nó là một mật đạo đường hầm có thể đi ra ngoài một cách an toàn. Theo lời của vương gia thì đường hầm có thể dẫn tới hai nơi, một là vương cung và hai là mộ cổ. Bởi vì đôi chân hắn trước đây bị tật nên chưa từng đến mộ cổ. Trước đây an nguy của hoàng gia do một người là phó tướng quân đảm nhiệm bảo vệ. Theo như lời của Yến Trường An, bí mật này chỉ có hai người biết, đó chính là hắn và tiên đế. Hồng Đậu cũng chính là người thứ ba biết về mật đạo này. Khi nhắc đến ba chữ phó tướng quân khiến cho Hồng Đậu cảm thấy quen thuộc. Hai người sau đó quyết định tiến đến khu mộ cổ để kiểm tra. Hồng Đậu ngay lập tức phát hiện nơi này chính là nơi mà lão già Phương Tấn từng sống, cũng là nơi mà Hồng Đậu đã lẫn trốn suốt 6 năm qua. Lão Tấn lủi thủi một mình trong khu mộ cổ vì canh giữ những huynh đệ đã mất của mình, ông ta cũng đang tìm kiếm một người quan trọng nào đó. Hồng Đậu lúc đó rất lém lỉnh, thường xuyên lôi ông già ra ngoài cho khuây khỏa. Hồng Đậu mỉm cười tự tin, cô tuyên bố đã tìm ra cách giúp Cảnh Vương khôi phục võ công. Ở bên khác, Trần Châu đang chỉ trích con gái nuôi tại sao vẫn chưa có kết quả. Ông ta cảnh cáo hoàng hậu phải nhanh chóng mang thai, nếu không ông ta sẵn sàng để người khác thay thế ngôi vị hoàng hậu. Trần Châu ra hạn cho Trần Diệu Viên 2 tháng nữa phải hoàn thành nhiệm vụ. Thật ra hoàng hậu có bí mật, cứ mỗi lần sau khi xếp hình thì cô ấy đều ăn một viên thuốc tránh thai. Bởi vì cô ấy không muốn con mình sinh ra để rồi bị Trần Châu điều khiển. Sáng sớm, Hồng Đậu phát hiện có ai đó đang theo dõi bọn họ, thế là cô nàng vội đẩy Vương gia xuống giường, cả hai quả thật có chút bối rối. Hồng Điệp tỏ ra tức giận, Vân Điệp vẫn không hề ăn năn hối cải, theo như lời của Cảnh Vương thì loại người này lương tâm vốn dĩ đã bị chó tha. Hồng Đậu đã ngày càng trở nên quan trọng trong vương phủ, đến nỗi Trân Thái Phi cũng đặt hết niềm tin vào cô con dâu này. Tiêu Phong sau khi điều tra đã quay trở lại báo cáo cho Yến Trường An. Hóa ra Vương Phi mồ côi từ nhỏ, sau này được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Thế nhưng nghĩa phụ của cô ấy là một tên ác độc, hắn ta là kẻ đánh bạc nghiện rượu, mỗi lần thua tiền là quay trở về đánh đập hành hạ con gái nuôi. Đến năm 12 tuổi Vương Phi trổ mã xinh đẹp, tên nghĩa phụ liền có ý nghĩ dâm tà. Vương Phi đã phải bỏ trốn sống lang thang trong khu mộ cổ. Mãi tới 6 năm sau khi gã cha nuôi phát hiện ra cô, hắn ta đã cho người bắt trói và có ý định đem bán Vương Phi. Nghĩa mẫu vì bảo vệ con gái mà đứng ra ngăn cản, kết quả là bị người chồng Vũ Phu giết chết. Vương Phi sau đó lại chạy trốn tha phương trở thành ăn mày, cuối cùng thì bị Dục Kỳ bắt lại ép gả vào vương phủ bọn họ. Tiêu Phong cũng đã âm thầm cho thuộc hạ bắt gã cha nuôi của Vương Phi lại. Yến Trường An nghe xong câu chuyện mà giận dữ, ra lệnh trừng phạt tất cả những kẻ đã làm hại Vương Phi. Nửa đêm Hồng Đậu gặp ác mộng không ngừng la hét, Cảnh Vương đã dịu dàng mà vỗ về an ủi. Hai người tâm sự mỏng giữa đêm khuya, Vương gia cũng tiết lộ rằng bản thân đã điều tra thân phận của cô ấy, đồng thời cho người bắt cha nuôi của cô ấy giam vào lao ngục. Hồng Đậu vẫn còn ám ảnh, cô không muốn gặp lại người đàn ông ác độc đó nữa. Cảnh Vương cũng chiều theo ý cô, để cho ông ta chết già trong lao ngục cũng là một ý hay. Hồng Đậu bắt đầu đề cập tới lão thủ mộ Phương Tấn có thể giúp đỡ Cảnh Vương khôi phục võ công, bởi vì y thuật của Hồng Đậu cũng được học từ người thủ mộ, ông ấy là một kỳ tài hiếm gặp. Ở hoàng cung, Trần Châu lại sàm tấu muốn kích động Thái hậu cách chức lão thần Lâm Giang, lấy cớ là lão họ Lâm này thuộc phe phái hoàng đế. Thế nhưng bà Thái hậu vẫn không có ngu lắm, bà ta vẫn biết rằng Lâm Giang là lão tướng kinh nghiệm lâu năm, giữ ông ta lại mới có ích cho quốc gia. Thái hậu bắt đầu tra hỏi Cảnh Vương phủ có gì bất thường hay không, lần trước bà ta vì nể mặt hoàng đế đành phải thả Hồng Đậu trở về. Thế nhưng con trai Dục Kỳ của bà ta bởi vì chuyện này mà buồn giận, Thái hậu vẫn có ý định tìm cơ hội bắt Hồng Đậu một lần nữa tặng cho con trai của mình. Hồng Đậu lúc này cùng Cảnh Vương trốn vào khu mộ cổ để luyện công, cuối cùng bọn họ đã nhìn thấy được lão thủ mộ. Phương Tấn vừa gặp mặt đã làm lễ với Cảnh Vương, hóa ra ông ta luôn biết hoàn cảnh bất lợi của Yến Trường An nhưng không thể ra mặt sợ kẻ thù phát hiện. Lần này Phương Tấn hứa sẽ giúp cho Vương gia khôi phục lại võ công như ban đầu. Ở hoàng cung, Trần Châu đã gửi ba bức chân dung, mục đích là muốn ép hoàng đế phải nạp thêm phi tần. Hoàng thượng đùng đùng nổi giận, cái gọi là trời đánh còn tránh ép duyên, lại có kẻ dám bắt hoàng đế cưới vợ, nghĩ là muốn phát điên rồi. Hoàng thượng ra lệnh cho thái giám sử dụng lối đi bí mật để liên lạc với người bên ngoài. Dục Kỳ bên này đang đọc tiểu thuyết, bất ngờ gã thuộc hạ truyền đến mật báo. Nội dung bên trong thông báo Cảnh Vương đang có ý định muốn mưu phản. Dục Kỳ nhìn xong rất vui vẻ, hắn ta muốn nhân cơ hội này mà tiêu diệt toàn bộ Cảnh Vương phủ. Ở mộ cổ, mọi người đang vui vẻ ngắm nhìn Vương gia luyện công. Phương Tấn đột nhiên có ý định muốn rời đi một thời gian, thứ nhất là muốn chiêu mộ các anh hùng, thứ hai là muốn tìm tung tích con gái của tướng quân. Hai người bọn họ mặc dù không phải cha con nhưng tình cảm chẳng khác nào người thân. Hồng Đậu rưng rưng nước mắt khiến cho Phương Tấn bật cười, có phải sinh ly tử biệt đâu cơ chứ. Phương Tấn sau đó giao Hồng Đậu lại cho Vương gia chăm sóc, ông ấy từ lâu đã xem Hồng Đậu như con gái ruột.
Buổi tối Hồng Đậu nói ra bí mật của mình, năm xưa Nghĩa Mẫu đã đưa di vật của cha mẹ ruột cho Hồng Đậu. Mặc dù cô không biết thân phận của mình là gì, thế nhưng từ nhỏ cô nàng đã có năng khiếu về bày mưu nghĩ kế. Năm đó Hồng Đậu phải dùng ba tấc lưỡi và các thủ đoạn dụ khi thuyết giáo mới khiến cho Phương Tấn cho phép cô ở lại cổ mộ. Cơ mà đêm cũng đã khuya nên cả hai chuẩn bị đi ngủ, chỉ là Hồng Đậu đề nghị để Vương Gia ngủ trên giường, bởi vì như thế sẽ giúp cho vết thương mau hồi phục hơn. Hai người đang lúc manh nha ngượng ngùng thì bất ngờ Tiêu Phong xuất hiện báo tin xấu. Dục Kỳ mang theo thánh chỉ muốn chụp mũ bọn họ mưu phản. Thái hậu ra lệnh cấm túc cả vương phủ, đồng thời phạt đánh 30 trượng. Dục Kỳ không quên rèm pha, bảo rằng nhờ có Hồng Đậu nên mới biết được tin tức Yến Trường An lén lút ra ngoài. Hồng Đậu sau đó đã dùng cơ thể của mình để đỡ những đòn gậy tiếp theo. Dục Kỳ cười ha hả, hôm nay hắn ta rốt cuộc đã lấy được tí lãi. Cảnh Vương sau đó đã xô vương phi của mình xuống đất, hắn ta tỏ ra vô cùng thất vọng khi bị phản bội. Hồng Đậu cũng rất khó để mà giải thích hiểu lầm trong đó, thật ra trước đây cô từng bịa ra tin tức vương cha trốn ra ngoài, mục đích là kéo dài thời gian. Thật không ngờ tin tức này lại vô tình trở thành sự thật mới dẫn đến kết quả hôm nay. Hồng Đậu bởi vì cảm giác tội lỗi mà quỳ gối cầu xin tha thứ, Vân Điệp lúc này cũng có mặt để mà trêu tức. Cô ta hù dọa bảo rằng Hồng Đậu sẽ bị bán vào thanh lâu để phục vụ nam nhân. Hồng Đậu nghe xong mà suy sụp tinh thần, thế nhưng Vương Gia ngay lập tức có mặt đỡ nàng vào trong. Thật ra hắn ta vẫn tin tưởng Hồng Đậu, bởi vì nếu như cô ấy phản bội thì đã tiết lộ ra đường hầm bí mật. Hồng Đậu bắt đầu kể lại hoàn cảnh trước đây của mình, khi cô nhắc tới những người bạn ăn mày bị giết thì lại bật khóc lần nữa. Vương Gia hứa sẽ mang lại công bằng cho cô ấy, hai người bọn họ sẽ vượt qua gian nan mà tìm đến hạnh phúc. Hồng Đậu xin Vương Gia dạy cho mình cách cưỡi ngựa bắn cung. Cô muốn cùng sát cánh với Cảnh Vương để bảo vệ non sông gấm vóc Đại Việt. Ngày hôm sau, hai người vẫn tiếp tục vai diễn của mình, mục đích là để cho Vân Điệp nhìn thấy mà không nghi ngờ. Sau đó hai người lại trốn vào cổ mộ để cùng nhau luyện tập. Một ngày nọ Phương Tấn trở về với vết thương đầy người, có vẻ như kẻ thù đã phát hiện ra hành tung của ông ta. Phương Tấn cố gắng nói lời chăn chối, cả gia đình tướng quân năm xưa bị gài bẫy mà diệt tộc, may mắn là con gái tướng quân vẫn còn sống. Ông ta hy vọng Vương Gia có thể giao lại thanh kiếm tướng quân cho tiểu thư, bởi vì có vẻ như Phương Tấn biết mình không thể sống qua hôm nay. Hồng Đậu khóc lóc thảm thương, bởi vì với cô mà nói thì Phương Tấn chẳng khác nào cha ruột của mình, người đã cho cô mái ấm trong suốt 6 năm qua. Hồng Đậu nhìn vào nửa miếng ngọc mà tự hỏi, rốt cuộc Nam Quốc ở đâu, cô đã tìm bao năm qua nhưng không biết tung tích. Vương Gia vô tình nhìn thấy nửa miếng ngọc bội thì vô cùng kích động, hắn ta vội kéo Vương Phi chạy thẳng về nhà để gặp mẫu phi. Trân Thái Phi vừa nhìn thấy nửa miếng ngọc liền xúc động không thôi, bởi vì bà ta đã chắc chắn Vương Phi là con gái ruột của Phó Thế Minh, tên thật là Phó Hảo. Phó Thế Minh được xem là một đại tướng quân vì nước vì dân, được phong làm hộ quốc tướng quân. Thế nhưng cả gia đình tan nhà nát cửa bởi vì gian thần Trần Châu. Theo lời kể của Thái Phi, bà ta từ nhỏ yếu đuối nên đã tập võ, nhờ thế mà trở thành sư muội của Phó tướng quân, tình cảm hai người thân thiết như huynh muội. Bọn họ sau đó phong quan tiến chức, một người trở thành quý phi, người còn lại thì là tướng quân lừng lẫy. Thế nhưng Nhậm Hoàng hậu sau đó đã dùng quyền lực họ ngoại mà gây áp lực Tiên Hoàng, kết quả là vị trí thái tử để trống. Những ngày cuối đời của Tiên Hoàng, Nhậm Hoàng hậu đã bao vây cung điện không cho phép người bên ngoài tiếp xúc. Phó Thế Minh sau khi trở về liền biết chuyện, ông ta có ý định đập tan âm mưu của Nhậm Hoàng hậu. Chỉ là thật không hiểu tại sao Trần Châu lại biết kế hoạch của bọn họ, kết quả là cả gia tộc Phó tướng quân bị thảm sát trong một đêm. Trân Thái Phi nghĩ rằng đã không còn ai sống sót, thật may mắn là Phó Hảo vẫn còn sống khiến cho bà ta xúc động khóc lóc. Hồng Đậu thắc mắc rốt cuộc Nam Quốc là gì, hóa ra Nam Quốc chính là tên cún cơm của Vương Gia. Ba người xúc động lại khóc lóc không thôi, Trân Thái Phi thể sẽ bảo thù rửa hận, lấy lại công bằng cho tất cả bọn họ. Cảnh Vương thông báo rằng đã hợp tác với Hoàng đế, lần này bọn họ sẽ lật đổ Thái Hậu và đám gian thần. Hai người sau đó xuống cổ mộ để cùng nhau bàn luận kế hoạch tấn công vào Hoàng Cung. Vương Gia cảm thấy có lỗi vì đã lôi Vương Phi vào nguy hiểm cùng mình. Thế nhưng Hồng Đậu lại tỏ ra không hề nao núng, bởi vì đám người Thái Hậu cũng chính là kẻ thù không đội trời chung của cô ấy. Vương Gia hứa hẹn sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn ta có điều muốn nói với Hồng Đậu. Thái Hậu bên này cũng đang ép Hoàng thượng phải nhường ngôi, bà ta nói cái gì mà các vị thánh nhân hiển linh, muốn bà ta lên làm Hoàng đế. Hoàng thượng tất nhiên nổi giận đùng đùng, quả thật là coi trời bằng vung mà. Trần Châu cười mỉa mai, hắn ta cho rằng mọi thứ đã có kết quả cần gì phải dài dòng văn tự nữa chứ. Bất ngờ Tần An từ bên ngoài xông vào máu me đầm đìa, có vẻ như Hoàng cung đang bị tấn công. Cảnh Vương cùng Hồng Đậu xuất hiện với khí thế bức người, không cần nói thì ai cũng đã hiểu tình hình. Hoàng đế lúc này đã có sức mạnh lên tiếng, bởi vì Thái Hậu là mẹ ruột nên hắn ta sẽ cấm cửa bà ta đến hết phần đời còn lại. Hoàng đế bắt đầu luận tội, Trần Châu bị buộc tội mưu phản thông đồng kẻ địch, đồng thời hãm hại phó tướng quân nhà tan cửa nát, vì thế ra lệnh xử trảm.
Châu Châu gân cổ lên cãi lại, lão ta cho rằng mình là công thần hai chiều, tất nhiên không chịu nhận tội mưu phản. Hoàng đế cũng rất kiên nhẫn mà chơi đẹp với lão ta, tiếp đó cho truyền hoàng hậu tiến vào đối chất. Trần Châu nhìn thấy nghĩa nữ thì trợn tròn mắt, lúc này thì hết cãi bướng được nữa. Hoàng đế tiếp theo khen thưởng gia đình Cảnh Vương, đồng thời khôi phục lại thân phận của Hồng Đậu, là con gái duy nhất của phó tướng quân năm xưa. Những ngày sau đó là thời gian hạnh phúc của hai người, tiền tài danh vọng không thiếu cái nào. Lúc nửa đêm, Hồng Đậu nhìn thấy con sâu liền la toáng hết cả lên, cô em còn lợi dụng ôm lấy vương gia mà nhõng nhẽo. Thật ra mục đích của Hồng Đậu là muốn vương gia nói ra lời trong lòng, lần trước hắn ta đã hứa hẹn sẽ nói gì đó với cô. Thế nhưng Cảnh Vương trông có vẻ rất do dự, hắn ta lại không có can đảm nói ra lời tâm tình. Bất ngờ hoàng đế triệu tập Cảnh Vương vào cung, tình hình biên giới có vẻ đang rất báo động, thế nên hoàng đế có ý định muốn cử Cảnh Vương dẫn quân đánh giặc. Hồng Đậu sau khi biết được tin tức thì không chút do dự đòi đi theo. Thế nhưng vương gia tìm cớ để câu kéo thời gian, bảo rằng muốn bàn luận với mẫu phi. Thế nhưng hắn ta ngay sau đó tìm cách bỏ trốn, nhờ mẫu phi của mình thuyết phục Hồng Đậu ở nhà. Trân Thái Phi mang theo bánh trái để an ủi con dâu, thế nhưng khi tiến vào phòng thì chẳng thấy ai, chỉ có một tin nhắn để lại của Hồng Đậu. Hóa ra Hồng Đậu giả làm binh lính để lẽo đẽo đi theo quân doanh, kẻ tiếp sức không ai khác chính là Tiêu Phong. Nửa đêm vương gia đến doanh trại kiểm tra, quả nhiên bắt gặp ngay một con ba ba trong chậu. Cảnh Vương tỏ ra vô cùng tức giận, thế nhưng Hồng Đậu rất biết cách làm nũng. Vương gia thể hiện sự ghen tuông vẩn vơ, có vẻ như hắn ta đành phải chịu đựng cô nàng một thời gian. Hồng Đậu sau đó tìm cách để nịnh bợ vương gia, thế nhưng có vẻ lần này hắn ta giận thật sự. Cô em bắt đầu hóa trang thành cô gái ba tư để mà cà khịa, cơ mà vương gia vẫn cái mặt trầm rằm không chịu thỏa hiệp. Hết cách, Hồng Đậu đành phải kéo mặt của vương gia lại rồi hun cái chụt, muốn ép hắn ta nói lời thật lòng. Yến Trường An nhịn không được nữa mà tỏ tình luôn, hắn ta quả thật yêu say đắm Hồng Đậu lúc nào không hay, chỉ muốn đời này kiếp này được ở bên cạnh cô mãi mãi. Hồng Đậu vui vẻ hạnh phúc, hai người tình cảm dâng trào, không có lý do gì mà còn phải e ngại. Sau đó Hồng Đậu hóa thân thành quân sư, cô thậm chí còn nghĩ tới việc lợi dụng thời tiết và chiến thuật du kích có thể khiến cho quân địch bị tan rã trong một đòn đánh. Chẳng mấy chốc mà tin chiến thắng đã truyền về đế đô, hoàng đế Long Nhan vui vẻ nên đã ra lệnh chuẩn bị yến tiệc đón chào vương gia và vương phi trở về. Trên đường hồi kinh, đoàn xe của vương gia không ngờ lại rơi vào tập kích của một nhóm người. Hồng Đậu quyết định tự mình xuống xe để xử lý. Cô giả vờ làm thiếu nữ yếu đuối, sau đó thì kề dao lên cổ đối phương chất vấn. Xung Quang cũng nói ra mục đích của mình, thật ra bọn họ biết về nữ chiến thần Vương Phi, mục đích xuất hiện ở đây chẳng qua là cầu xin cứu giúp. Ngôi làng của bọn họ vừa trải qua mùa màng thất bát do thời tiết, người người chết đói tiếng oán khắp trời, thế nên hắn ta cùng một số người đánh liều muốn chặn xe Vương Phi để cầu may. Thật ra chuyện này đối với Hồng Đậu cũng chẳng là gì, bọn họ quyết định tặng cho đám dân đen một ít lương thực. Hai người sau khi trở về được cả đế đô chào đón, hoàng thượng vui vẻ đã phong cho Hồng Đậu chức vị nữ tướng quân đầu tiên. Dục Kỳ bên này vẫn còn chưa có hết hy vọng, hắn ta muốn tìm cơ hội để lật kèo. Hồng Đậu dạo gần đây luôn có cảm giác bất an, giống như có một con độc xà đang nhìn chằm chằm bọn họ. Quả nhiên ngày hôm sau hoàng đế thông báo chuyện quan trọng, đám Bắc Quốc bất ngờ mang quân gây rối biên giới. Chẳng mấy chốc mà hai người lại được tiến cử lên đường đánh trận. Thái Phi rưng rưng nước mắt, bà ta rất sợ hãi mỗi lần nhìn thấy bọn họ ra chiến trường. Mặc dù cuộc chiến này khó khăn, thế nhưng Hồng Đậu với chiến lược của mình rất dễ dàng đánh hạ một thành trì. Ở đế đô, Dục Kỳ dường như nhận được tin tức nào đó mà tỏ ra vui vẻ, hắn ta muốn chia sẻ niềm hạnh phúc với vương phi của mình. Thế nhưng Lạc Thanh khi biết tin Dục Kỳ đã bán nước Cầu Vinh thì tỏ ra sợ hãi. Cô ta còn cố gắng thuyết phục phu quân của mình hãy quay đầu. Dục Kỳ tỏ ra tức giận, hắn ta chất vấn chẳng phải Lạc Thanh rất thù ghét Cảnh Vương hay sao. Lạc Thanh bảo rằng thù ghét là một chuyện, bán nước lại là chuyện khác. Cô ấy sinh ra ở Đại Việt thì quyết trung thành với Đại Việt, không thể trở thành tội đồ của đất nước. Thấy vương phi của mình cương liệt không chịu đi theo, Dục Kỳ đành phải nhẫn tâm giết người vợ ôm ấm mỗi ngày, ai bảo cô nàng không biết thời thế. Dục Kỳ lúc này muốn phản công. Quả nhiên ở chiến trường cấp báo doanh trại bị tấn công, Hồng Đậu ngay lập tức phán định đây không phải do kẻ địch làm ra vì phòng thủ của bọn họ rất nghiêm ngặt. Theo như lời Tiêu Phong thì kho lương thực của bọn họ bị đốt gần hết, chỉ có thể cầm cự được trong 8 ngày. Hồng Đậu không hề do dự mà quyết định thay đổi sách lược, muốn tấn công chớp nhoáng giành lấy chiến thắng. Tiêu Phong báo cáo đã tìm được những gián điệp của Dục Kỳ, chỉ là bọn họ đã tự sát không một người sống. Hai người trong lúc bàn luận mà cảm thấy áp lực, đang muốn sưởi ấm cho nhau để động viên thì Tiêu Phong bất ngờ cấp báo lần nữa. Trong doanh trại xuất hiện dịch bệnh, nguyên nhân là do nguồn nước đã bị đầu độc. Ngày hôm sau trên đường Hồng Đậu hái thuốc trở về thì nghe tin quân địch đang có ý định tấn công, cô nàng sợ hãi mà xông vào trong khóc lóc đầy lo lắng. Cặp đôi tâm sự gửi gắm tình thương mến thương, trái tim của Hồng Đậu ngày càng trở nên nặng trĩu.
Thái Phi bên này cũng có cảm giác bất an tương tự, bà ấy sau khi nhận được tin tức tiền tuyến thì vội tìm đến Hoàng đế. Lúc này Hoàng thượng mới nắm được tình hình, hắn ta cảm thấy hối hận vì lúc trước mềm lòng đã tha cho Dục Kỳ. Chân Thái Phi xin phép Hoàng đế muốn được tự thân mang theo lương thực ra chiến trường. Ở tiền tuyến, Hồng Đậu rơm rớm nước mắt, hai người hứa hẹn sẽ cùng nhau trở về. Ngày hôm sau là một trận chiến trong thành, phe địch có ý đồ muốn chiêu phục Cảnh Vương đầu hàng, thế nhưng Hồng Đậu từ trên tường thành một tiễn xuyên tâm khiến cho sĩ khí sôi trào. Mặc dù vượt qua được một kiếp nhưng bọn họ biết rằng khó khăn vẫn chưa vượt qua, hai người đành phải an ủi tinh thần lẫn nhau để cố gắng. Điều đáng ngại nhất là dịch bệnh bên trong thành lại bùng phát lần nữa. Hồng Đậu vẫn có ý định lên núi để hái thảo dược, thế nhưng lần này cô ấy đã bị phe địch phục kích. Cảnh Vương nghe tin Vương Phi bị mai phục thì rất lo lắng, hắn ta không chút do dự mà muốn mang quân hỗ trợ. Hồng Đậu bởi vì quân số ít mà chẳng mấy chốc rơi vào bao vây của kẻ địch. Đang ở thời khắc sinh tử, Cảnh Vương cũng vừa kịp xuất hiện mà giải cứu. Chỉ là trong lúc chiến đấu hỗn loạn, Vương gia đã bị trúng một mũi tên từ kẻ địch. Cuộc chiến căng thẳng đến nghẹt thở, phe tướng địch cũng vô cùng mạnh mẽ liều chết tấn công. Vương gia lại nhận thêm một đòn trọng thương nghiêm trọng, Hồng Đậu đem phẫn nộ hóa thành sức mạnh mà ném một kiếm giết chết tướng địch. Chân Thái Phi cũng đã mang viện binh tới nhưng có vẻ quá muộn. Hồng Đậu sau đó chém cờ kẻ địch, tuyên bố nước Đại Việt chiến thắng trước quân thù man dợ. Tiêu Phong hốt hoảng xuất hiện thông báo Vương gia đã tỉnh lại. Hồng Đậu không chút do dự mà chạy trở về thăm người yêu. Chỉ là Vương gia đã bị trọng thương quá nặng, hắn chỉ kịp gửi gắm vài câu, cuộc đời này gặp được Hồng Đậu là may mắn nhất đời hắn. Chân Thái Phi sau đó cũng hay tin mà xuất hiện, bà ta đau lòng tuyên bố muốn mang con của mình về nhà. Hồng Đậu khóc lóc thảm thương, chất vấn Vương gia tại sao phá vỡ lời thề, tại sao không cùng nhau hạnh phúc trở về cơ chứ. Sau khi quay lại Vương phủ, nhìn thấy cảnh vật mà nhớ đến người xưa, Hồng Đậu bất giác nở một nụ cười hiếm thấy. Hóa ra trước đó cặp đôi cũng có những giây phút nũng nịu quấn quýt không rời. Hồng Đậu trở thành nữ tướng quân vinh danh đầu tiên có công bảo vệ Giang Sơn xã tắc. Ở thế kỷ 21, nữ chính nước mắt vương vấn khóe mi, Vương gia cũng nhận thức thời gian đã hết nên vội cho một nụ hôn lần cuối rồi biến mất. Nữ chính choàng tỉnh trong tiếc nuối mà gọi tên, cô lẩm nhẩm bài thơ tương tư quen thuộc: Hồng Đậu sinh Nam Quốc, Xuân Lai phát Kỷ Chi, Nguyện Quân đa Thái Hiệt, Thử Vật tối tương tư.